Hôm nay chi nhánh 4 bên Trần Anh vừa về nhiều xe giá rẻ hợp lý cho bà con là Kia Morning xíu Trần Anh sẽ đăng. Và đây hôm nay trình làng bà con một mẫu dây GL 2005. Cô chú anh chị nhìn đẹp không? Xe này miễn chê hết nước chấm luôn. Đi sơn một vòng sơn nè. Bộ tem rin nguyên bản của dòng dây đời 2005 nè, kính bấm nè. Kính bấm rin nguyên bản của xe hết nè. Không một tí chảy xước luôn. Em này chất xe cọp nha, sơn rin còn khá là nhiều. Đây bà con phong dáng là chủ nhà đã lên mâm. Lên mâm của Innova nè. Đây bà con. Đó, cứng không? Nhìn cái xe đẹp xuất sắc luôn. Vỏ nè, 80% gầm bọc ở trong nè. Không có tí gọi là mục mọt ở dưới phần gầm nha cô chú anh chị nhé. Kết hợp chúng ta có bệ các chân đầy đủ tính năng rồi. Đời 2005 đời khá là cao, 47 Đắk Lắk, 58609. Đó là form dáng của em dây và hệ thống kính của em nó là kính kính phản quang, kính rin theo xe nè. Chữ Toyota nè cô chú anh chị nè, hàng đẹp lắm. Đó, anh chị xem nhìn cái chất lượng không ạ? Mở cái option nội thất ra bà con hết hồn luôn. Nội thất là bao phê, 4 cái vỏ mới tinh nha. Mâm nè, sáng trưng, gầm bọc ở trong nè. Bao đẹp không một tí gọi là tì vết luôn. Đời 2005. Hai cụm đèn chủ nhà thay mới. Nguyên bản nguyên rin không một tí đồ chế nha cô chú anh chị. Anh em coi cụm đèn halogen nè, mới tinh, kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm đầy đủ các tính năng rồi, đăng kiểm tháng 7 hay 23 hết đăng kiểm nhưng anh đăng kiểm mới. Mẫu này nha, Trần Anh nhắc nha, Trần Anh sẵn đăng kiểm mới cho bà con có bác một năm nước sơn không tì vết. Đây bà con nè. Xe cọp lắm, hệ thống kính phía trước nè. Ron là ron rin nguyên bản của dòng dây GL. Xe này, trên kính lái là không một tí gọi là chảy xước. Anh chị coi cái nội thất sáng tài không? Bà con coi nè. Đó, bà con nào rành thì Trần Anh quay chậm cho anh em dễ nhìn. Ghế nè. Cái ghế nó mới tinh. Ghế chủ nhà bọc hầu như bọc mới toàn rồi. Hoàn toàn học con ngựa bản GL số má nè. Bao chất không? Vô lăng nè. Đó, anh chị nhìn đẹp không? Từ phần tắp bi nè. 2005 là form mới. Form mới hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Hàng đẹp lắm. Dàn lạnh nguyên bản của em nó GL tắp bi, bốn cánh cửa tắp bi, không có điểm chê luôn. Keo chỉ rin hết rồi cô chú anh chị. Mẫu này chỉ dành cho ai thực sự mà yêu cái đẹp thôi thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Đây bà con nè. Phần tắp bi nè. Đẹp không? Tắp bi phồng hết toàn bộ. Form mới keo chỉ hầu như là rin hết. Và đây sàn của em nó nè. Đời 2005 mà dàn sàn nỉ của em nó còn đẹp như thế này. Chất không? Từ những sóng gân của cửa. Và đây là vô gàn ghế phía trong nè. Đó, anh em thấy có cái xe nào đẹp được như vậy không? Có chỗ nào tì vết không ạ? À? Lót sàn nè. Quá mới luôn, sàn nỉ theo xe hết. Dàn lạnh của em nó nè. GL nha, bản này là bản GL đủ nha cô chú anh chị. Và phía sau nè. Đó, anh chị coi dàn ghế nè. Đẹp chưa? Máy móc có canh chỉnh lại cam cầu bút xoay rồi. Đó là Trần Anh báo luôn. Xe chuẩn chỉ nha. Thích hợp anh em về che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi là tuyệt vời. Được chưa anh em? Đó là bản GL. Đây anh em trải nghiệm vô phần nội thất và phần khoang máy cùng với em nha. Đây. Trước tiên vô nhìn cái tắp bi nè. Đó, tắp bi cửa nè anh em thấy sao? Và đây là keo nè. Keo rin hầu như nguyên bản nha. Mạc tem hai bên trụ. Trụ A nó còn theo xe như thế này. Ghế là từ cái phần ghế chỉnh đun hơi còn nguyên rin côn ga số nè. Vô lăng nè. Đẹp không? Xe này làm sao mà có điểm nào nữa mà chê. Và GL sẽ có hệ thống gương chỉnh điện tích hợp. Đầy đủ các tính năng chưa? Vô lăng trợ lực nhẹ tưng nè. Đó, củ số nè. Bao chất. Cọp lắm. Mới lắm, mới ken luôn. Đẹp 80%. Hệ thống báo cửa, tất cả các tính năng đang hoạt động. Máy lạnh đó, Trần Anh đang mở luôn á. Lâu lắm rồi mới mua được một cái mẫu xe dây mà nó đẹp như thế này. Đó, xe là không tì vết nha cô chú anh chị. Bà con trải nghiệm vô phần phần khoang máy nè. Đây bà con, đây là phần khoang máy nè. Nhớt mới là chủ nhà vừa thay, dòng này sử dụng toàn bộ hệ thống Lenco. Máy đâu đó rơi chỉ có 1.8 thì mức độ nhiên liệu của em nó rơi cho cô chú anh chị kịch kim nằm tầm 8 đến 9 lít hết cỡ. 1781cc nè, phải máy 1.8 không? Mạc tem còn đóng nguyên bản theo xe như thế này. Hai bên lường là không có đâm pai cứng đụng. Và đây là dàn trước nè. Đó, xương dàn đầu của em nó tem còn đi theo xe nhá. Hai bên nè, chuẩn chu không? Học rồi. Đẹp như đẹp chưa? Nè, cục máy qua thời gian 5 tháng có canh chỉnh nè.
Thứ nhất mặt kem cò, thứ hai mặt bút xoay có canh chỉnh rồi nha. Và đường nước người ta cũng đã có làm báo luôn. Hình như Trường Anh đoán không lầm là xe này người ta làm đường nước rồi, có làm đường nước rồi nha cô chú anh chị. Còn phần số ở dưới là số vẫn còn nguyên bản hết. Ở cục máy nổ khá là êm, xài toàn bộ hệ thống bếp full nha anh em. Chén dầu đời 2005 của chú anh chị thấy mới không? Đây là cái đinh bấm, đây là chén dầu rin nha. Và chúng ta sẽ có hệ thống bô e và hồng gió chờ của em nó sẽ nằm đây. Đây là ổ ga FI nguyên bản nè. Cục máy êm lắm, bà con cùng với anh trải nghiệm thử cục máy nè. Test cục máy nha. Đó, bà con thấy cục máy sao? Êm không? Máy cực kỳ là êm. Nguyên bản nguyên rin hết theo cái mẫu dây. Hàng đẹp lắm. Dùng đúng thôi, người ta chạy thời gian người ta canh chỉnh là bình thường. Canh chỉnh giờ cục máy nổ không hề nghe tiếng động. Máy êm ru. Keo chỉ cho nó carbon nè, hầu như nguyên bản hết. Nắp carbon là những sóng gân nè cô chú anh chị. Giá này không rẻ đâu. Nha bà con nha, cái xe này nó đẹp nó khác anh chị ạ. À, anh chị nào quan tâm mẫu dây GL nồi 2005 thì alo cho em. Hồ sơ ký rút đầy đủ cho bà con cô bác chỉ trong vòng một nút nhạc thôi. Quay lại thêm một cái phần nội thất thêm lần nữa. Nội thất ở trong đẹp lắm nè. À, nhìn đi, từ cái vô lăng, từ cái tắp bi, từ cái ghế mà nó cỡ này thôi sao mà chịu nổi. Được chưa? Kính nè. Kính Toyota, kính Line hết nguyên bản nha, đó. Toyota Line nè. Anh chị nè. Cái vàng nè. Dàn sàn của em nó đi sàn đỉ hết toàn bộ. Đẹp lắm. Dàn lành phía trong. Bao cọp không? Mới không? Sáng không? Chúng ta có khai học tùy tay tất cả các tính năng đang hoạt động. Đây gập ghế xuống nè. Phía sau là chúng ta sẽ có hai băng ghế ngồi phía sau nè. Từ phần tay gối, dây đai bảo hiểm an toàn theo xe. Đây nè, nguyên bản là sàn đỉ nè. Đó bà con là thấy cái độ rin của em này chưa? À, chính là đinh bấm nè. Ok chưa? Nè cô chú anh chị, phía sau nói chung người ta đi cái xe này, người ta chủ yếu là người ta chăm chút nó cũng đẹp. Giữ thì nó mới đẹp được như vậy. Xe này mà không giữ thì chắc nó không đẹp được như vậy đâu bà con. Từ cái phần móc treo trên trần, tay nắm trên trần hai bên đó bà con thấy không? Thôi vậy thôi. 205 quan tâm mẫu này alo cho Trường Anh Ô Tô. Bà con trải nghiệm phần gầm nè, xe đẹp, clip quay hơi lâu nha cô chú anh chị. Gầm bọc ở trong nè. Đây nè, số máy là khô réo. Đây bà con, đó gầm bệ thẳng thớm, sạch sẽ không? Gầm bệ sáng trưng. Trần Anh khép lại chương trình nha. Chào bà con nha. Chúc bà con cô bác có một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha.